Hi, xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn về tạo biến bool và không khởi tạo dữ liệu. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo biến và gán giá trị khởi tạo của biến đó bằng giá trị của biến khác. Tức là mình phải tạo hai biến, được không? Yêu cầu cụ thể của nó nào: tạo một biến kiểu dữ liệu in khởi tạo giá trị bằng 90, sau đó tạo một biến kiểu dữ liệu in khác và gán giá trị khởi tạo của thằng này bằng biến mới tạo ở đây. Ok, mình sẽ bắt đầu tạo được chất mới. File New Project. Đây ha, đây sẽ là C# bài 6. Ok, rồi tiếp tục nào. Đầu tiên là console read key, để dừng màn hình lại. Rồi in value 1, khởi tạo nó bằng 90. Tiếp tục khởi tạo biến thứ hai, in value 2 và gán nó bằng giá trị của biến kia thì bằng in value 1. Rồi bây giờ mình xuất ra thử nè. Console.writeline string format value 1 bằng, đúng chưa? Và value 2 bằng 1. Đưa cái gì vào? Value 1 in value 2. Rồi chạy thử nha, xem đúng không? Nào. Có phải là value 1 bằng 90 và value 2 bằng 90 luôn không? Vậy tức là mình đã hoàn thành gán được giá trị thành công, và thằng này value 2 này nó đã nhận giá trị của thằng value 1. Vậy tức là mỗi khi mà bạn muốn gán giá trị của một thằng khác, bạn chỉ việc bằng giá trị của thằng đó là xong. Kết thúc nhanh, gọn, lẹ, khỏe, dễ dàng ha. Rồi, ok. Vậy là bài này mình đã xong. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo biến và gán giá trị biến bằng biểu thức nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận và góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất nhập. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.